bạc khía. Không biết con bé có mời được thằng ba khía tới nhà ăn cơm không nữa. Sao mình lo quá. Mà mình phải tìm cách để cho ông ấy đừng có về nhà sớm. Nếu không sẽ hư bột hư đường hết. Alo, mình hả? Dạ, mình ơi, hôm nay công việc ở nhà hàng có nhiều không? Cũng hơi nhiều. Nhưng mà anh cũng cố gắng giải quyết sớm để về ăn cơm với mình với con á. Nhưng mà em xin lỗi, em có việc muốn nhờ mình giúp đó. Mà chuyện gì vậy? Dạ, ngày mai là tiệc mừng thọ của ba chị Lan ở sở thanh tra. Mà mấy hôm nay em bận nhiều việc quá nên quên, chưa có mua quà. Mình tiện đường về á, mình mua giùm em quà để biếu cho người ta được không? Trời đất ơi, cái chuyện quan trọng như vậy sao giờ này mình mới nói cho anh hay? Thôi được rồi, anh sẽ đi chọn giúp mình cho nha, cứ yên tâm nha. Dạ, em cảm ơn mình nha. Vậy mình đi về sớm sớm nha, em và con đợi mình đó. Thôi được rồi, mình với con ăn cơm trước đi. Cái chuyện chọn đồ cho bác trai nhà chị Lan không có thể nào qua loa được hết á, phải chọn cho kỹ. Thôi được rồi, để anh đi ăn cơm ở ngoài cho tiện nha. Dạ, vậy em ăn cơm trước nha mình. Dạ, dạ. Anh cứ để ba lô ngoài này đi. Ba khí tới rồi hả con? Dạ, cô chào. Ủa? Bác. Ba tôi chưa về nữa hả? Ba con bận chút việc nhà hàng, chắc về không kịp đâu. Ba con nói mình cứ ăn cơm trước đi. Mà con là bạn của con Trinh, cũng giống như người trong nhà thôi. Thôi con qua bên kia đi, ăn cơm với bác ha. Đi con. Dạ. Đi anh. Đây là những món tự tay bác nấu đó. Hai đứa con ăn thử coi. Ủa, Vũ đâu mà sao hôm nay dì phải tự làm? Vũ có công chuyện phải đi về quê rồi con. Nè, tụi con ăn thử đi, coi có hợp khẩu vị không. Trời ơi, tính ra vậy là anh may mắn lắm á nha. Tại vì chứ bao giờ dì nấu đồ ăn cho ai ăn ngoài ba của em hết. Ăn đi con. Con à, bác biết trước đây bác đã hiểu sai về con, cho nên bác đã có những lời nói không đúng mực. Hôm nay bác cố ý nhờ con Trinh mời con về để bác có dịp xin lỗi con. Dạ bác đừng nói vậy, con đâu có dám trách gì bác đâu. Con hiểu mà, đã là cha mẹ thì ai lại không muốn con cái của mình được hạnh phúc chứ. Nhưng bây giờ bác đã biết là con mới chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho con bé Trinh và bác nữa. Ý bác là sao? Ý bác là nhờ có con mà con bé Trinh nó đã đối xử với bác dịu dàng hơn. Cho nên bác vui lắm. Thôi tụi con ăn đi, toàn là những món tụi con thích không đó. Sao dì biết anh ba khí thích ăn mấy món này mà dì nấu hay vậy? Do dì để ý những lần con kể về ba khía đó, cho nên dì nhớ tới đâu dì làm tới đó thôi à. Con không ngờ là dì tinh tế như vậy luôn á. Vui quá, chưa bao giờ mà con thấy vui như ngày hôm nay. Ăn đi các con. Dạ, đi con mời ăn bác. Tự nhiên nghe con. Giờ để bác gọt trái cây, hai bác cháu mình ăn ha. Dạ bác, bác để đây con gọt cho. Vậy hả? Dạ. Vậy thôi con gọt đi, bác đi lấy nước uống nha. Dạ. Nước nè con. Ôi dạ. Chết.
Chết rồi, còn đứt tay rồi. Đợi bác chút nha. Chết rồi, bác sợ ý quá. Có sao không con? Dạ không sao đâu bác. Đợi bác chút xíu. Con không sao đâu, bị đứt có một chút nhầm nhò gì đâu. Hồi con ở dưới quê á, lúc con đi làm mướn á, bị nhiều cái còn bầm dập hơn cái này nhiều nữa. Nhưng mà con đâu có bị gì đâu. Thôi, đưa đây để bác băng lại cho con nha. Thôi, đừng, để bác gọt. Còn dao dính máu rồi, để bác rửa lại.